vòng ngoài đó. Chị cầm đi. Này là bà ngoại hả chị? Dạ. Ngoại nhiêu tuổi bà ngoại? 78 hả? À, thôi bây giờ mắc rồi mình cũng bớt đau buồn rồi ngoại ơi, thì chị cũng mắc rồi. Con về. Chị Trinh là thứ mấy ngoại? Thứ 10. À, ngoại cũng đông dữ à. Cả Út chưa? 11 đứa. 11 đứa. Út hả? Về đủ hết trơn mà mắt mình lên luôn. Dạ. Thôi bớt buồn lại ngoại ơi, thì chị cũng lỡ, chị cũng mắc rồi. Ngoại năm nay là 74 hả? 78, lớn hơn mẹ con 2 tuổi rồi. Ông ngoại đâu ngoại? Ông ngoại mất chưa đầy năm, tháng 4 mới đầy năm. Dạ. Thôi bớt đau buồn lại nha ngoại. Cũng biết muốn bớt nhưng mà sao nhận không được. Ở tới con rồi không có nhận được. Ngoại hiện giờ ở với ai ngoại? Ở với thằng thứ 9 đó mà. Nhà ông nó đi tới luôn nó mừng, cũng ở mình ăn chứ. Ở với người lên. Này cháu ruột hả? Cháu của con thứ 9. Thì bé khóc không? Không, nhà với nhỏ này. Cháu nó đi làm. Nó đi làm chưa? Còn học gì không? Con còn học không? Gán vô nó học. Nghèo cũng làm mướn theo nhưng cha nó kiếm cho nó học. Rồi không có thì mấy cô mấy bác nó cho. Ngoại á, ngoại sổ kiếm từ con á, cho là bán cho nó đi học, rồi cha nó đi làm. Còn này không có thì cô bác cho. Ở đây là chị em không ha? Chị em không, nhà không con cháu chị em không. Ở đây mình làm vuông á ngoại? Làm vuông mà năm nay thất quá cháu ơi. Con thấy ở đâu cũng thắt. Thì ông ngoại mới mất 1 năm không ạ? Chưa, tháng 4 đó. Mới 8 tháng mấy à? Ông ngoại nhiêu tuổi rồi ngoại? Ông năm nay cũng ông 8 mấy rồi. Giờ ở đây còn hai bà cháu thôi. Dạ, hai bà cháu, cha đi rồi hai bà cháu rồi. Những nhỏ con của nhỏ chết mới lên đó. Dạ. Để gái lớn ha. Dạ. Anh Thư hả? Anh Thư. Bây giờ ở đây với ngoại hay là sao? Dạ, nó tính nó ở, nó mẹ nó chết nó ở với ngoại. Rồi sau này nó có tiền nó cắt nhà thờ phụng mẹ nó. Dạ. Mấy chuyện nào nó cắt được cái nhà. Cắt rồi ở đây làm cái gì? Thì nó uống cái gì đó, cái nó uống nguyện cái gì đó, thờ phượng mẹ nó. Có thì lo tiếp, giờ ăn uống. Thì con cũng, nếu mà con cũng mong những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có thể xem được rồi giúp đỡ cho cháu. Dạ.
À, có cái nền rồi đúng không? Dạ có nền. Nền với sông với đất nền với nước. Nền, nền đất hả? Nền đất. Như nhà Mạnh thì luôn có giúp đỡ cho cháu được cái nhà thì tôi đợi ơn. Bị gì nó ước nguyện là nó nói là con mẹ con dị vợ con đi làm con đi con bắt được cái nhà rồi á là con thờ mẹ con nó nói gì cũng rất buồn nhưng mà chú Thái nghĩ mới 17 tuổi chưa có đủ tuổi làm gì mà đấy để mà nó hôm qua nó ngồi nó nói mình thấy nó xót xa làm sao. Con gái lớn của chị Trinh nó có làm gì không? Thì lúc nó đi làm cái đi theo mẹ nó chở nó bán nó đi làm muốn là chở nó đi theo mẹ nó chở rồi mẹ nó bệnh nằm ở chở rồi không có chở về được thì tới để tới 2 tháng mấy mới chở về không có tiền bạc chở về rồi như này mấy cậu mấy chú kêu gán qua quà đi chở về chạy về mới có 1 tháng gì đó rồi mẹ nó mất. Trên lúc chết cũng làm ở chảnh lâu lắm rồi. Đi làm chảnh lâu lắm, làm xuống luôn đó, nó mới về. Như nhà có công chuyện rồi ông già bệnh nó mới về. Rồi đưa ngoại vô chổng nằm nghỉ ngơi đi ngoại ơi. Ngoại cũng mệt rồi. Cảm ơn mấy chú nhiều nha. Dạ dạ, ngoại nghỉ ngơi đi. Dạ, anh là sao? Anh ruột, anh thứ sáu à. Dạ. Anh nhà gần đây không anh? Dạ. Khổ cho hai đứa còn nhỏ quá trời lo. Cha thì cha ruột mẹ thì mẹ ghẻ nữa. Là đứa nhỏ nhỏ. Nó lớn thì theo mẹ đi mằng có lâu đâu mẹ nó mất. Dạ. Mới theo mằng được có một cái tháng. Vợ mắt ảnh cũng không có đi về luôn. Không từ nay mai thì có lên không thì mình chưa biết nhưng mà trước mắt thì chưa có lên. À, từ cái ngày mắt tới giờ là chưa thấy ha. Tới chợ chở đi gần chở đi nó cho xe đâu đưa nó cháu lên. Dạ. Đó hả mai đưa đó bé qua đi xe ở dưới đi xe ôm lên. Cô là chị gì? Chị với chị Trinh. Tôi chị thứ hai. À, thì mình cũng không biết nói như thế nào luôn. Ngày mai thì 4 giờ động quan. 3 giờ 55 phút. À, tức là cái giờ mắt với cái giờ động quan là chung với nhau. 3 giờ 54. Chị mắc ngoài bệnh viện hay về nhà mới mắc không? Mắc ngoài bệnh viện rồi. Ở đây rồi mình có muốn mướn pháo hoàng gì không anh? Không có tiền đâu dám mướn rồi để trả đâu có ấy đâu. Dạ. Đúng rồi mệt mỏi rồi cho cháu nữa rồi này rồi cũng thiếu thốn rồi chứ không có như người ta. Có thầy không? Có thầy tụng không? Có thầy tụng. À, tại nãy giờ em không thấy á. Áo quan thì mình mua chứ không có từ thiện. Không bị gì thấy em nó mất rồi không ấy thì đi mượn tiền người ta không á. Dạ. Tiền đi mua chứ không thể mình đợi tới đó rồi biết chừng nào. Dạ. Mà chú. Bây giờ từ thiện thì em thấy nó cũng nhiều lắm. Dạ. Mình từ thiện thì áo quan thì nhiều lắm. Nếu mà em biết trước thì em cũng hỗ trợ bên cái phần áo quan nó cũng có. Bây giờ thấy em mất rồi. Tại vì chú tỷ ở Sài Gòn cũng hỗ trợ áo quan. Tại vì lúc đó thì tại em không có biết á. Nên thì cũng không có biết. Rồi em có biết đâu, em gọi em cho rồi em tìm à. Chú đỡ cho em đi được, cảm ơn chú. Rồi không được cũng khỏi, cảm ơn nữa. Dạ, nói chung cái gì mình cũng hữu duyên á, hữu duyên á, Mạnh Thường Quân mới được. Dạ. Tại vì em ở gần đây á. Anh nó là Mạnh, nó Cà Mau á. Dạ. Khổ lắm chú ơi,
chồng vô phước chợ bên chồng nó đâu ở không được thì nó mới tôi về chứ. Chị thôi lâu chưa anh? Lâu rồi. Chị mới 41 tuổi hả? Thì cái gì mình cũng xem như coi có duyên đến Mạnh Thường Quân hay không. Và nếu mà Mạnh Thường Quân thương mấy bé muốn giúp đỡ gì đó thì em sẽ trao những cái phần đó. Dạ. Rồi em cảm ơn anh ha. Dạ, em cũng chưa buồn với anh.